về cơ sở vật chất của sân thì sao ạ? Về cơ sở vật chất thì phải nói rằng đó là được Liên đoàn bóng đá Việt Nam, được nhà tài trợ và quan tâm chỉ đạo của tỉnh sẽ nâng cấp để đáp ứng được cái nhu cầu thi đấu của quốc tế trong thời gian tới.